chào quý vị và các bạn trong giáo sứ hồ sơ của chủ tướng Felix, và rất vui mừng được gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở trong chương trình anh chủ. Số tuần trước thì Men và Nguyễn Hải Nam đã rất là xuất sắc, mặc dù là sau một pha cứu thua ngoạn mục của thứ tư thì anh đã không cần bất kỳ một sự trợ giúp nào cả mà vẫn tiếp tục đi đến được tới câu số 11. Rất tiếc là sau khi băng tiến về câu 11 thì thời lượng của chương trình số tuần trước đã hết, và chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại mentor Hải Nam tuần này. Vâng, Hải Nam thân mến, là không biết là sau một tuần thì cảm xúc của anh bây giờ thế nào, và có gì đó thay đổi không khi mà lần thứ hai xuất hiện ở trong chương trình Ai Là Triệu Phú của chúng tôi? Tôi đang suy nghĩ việc không biết coi có đủ để ngày mai mua hoa tặng các chị em Phoenix hay không. Ngày mai là ngày 20 tháng 10 rồi. Rồi. Điều đó tùy thuộc vào hành động của bạn và tùy thuộc vào việc là chúng ta tiến lên được câu số bao nhiêu trong những câu còn lại. Một điểm nữa, không biết là anh có cảm xúc như thế nào khi mà mọi người đang gọi anh là người chơi độc nhất vô nhị số 102 của chương trình Ai Là Triệu Phú, khi mà phần thi của mình văng từ tuần trước sang tuần này, và có vẻ là để lại rất là nhiều dấu ấn, không biết là tích cực hay không. Trước hết thì phải rất là cảm ơn MC đã cho tôi một cái sự trợ giúp rất là tuyệt vời, cho tôi tiếp tục được ngồi đây để tham gia vào cái cuộc thi này cùng với anh Xoay. Hai là tôi nghĩ là chúng ta ai cũng là một cái phiên bản đặc biệt nhất của chính mình thôi. Tôi nghĩ là khi mà chúng ta tham gia Ai Là Triệu Phú thì mỗi người trong chúng ta đều sẽ có một cái bộ câu hỏi rất là đặc biệt dành riêng cho chúng ta, và chúng ta đều sẽ trở thành người đặc biệt nhất. Rồi, rất là cảm ơn những phát biểu đầy tính triết học của anh Nguyễn Hải Nam vừa rồi. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng ta tối ngày hôm nay là một chương trình rất là đặc biệt. Sau phần chơi những câu hỏi cuối cùng của mentor Hải Nam thì chúng ta sẽ có một phần chơi mới với một người chơi mà được rào đón từ suốt đầu giờ chiều tới giờ. Đấy là tiến sĩ Lê Minh Xoáy. Nhưng mà trước khi đến với phần chơi của tiến sĩ Lê Minh Xoáy chào mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10, thì chúng ta hãy cùng nhau dành những sự cổ vũ nồng nhiệt nhất cho mentor Hải Nam, và cùng chúc cho mentor Nam sẽ xuất sắc đi đến hết tất cả 15 câu hỏi của chương trình. Và anh vẫn còn một sự trợ giúp nữa là hỏi ý kiến của mentor cố vấn. Nhưng mặc dù là mentor cố vấn Vinh không có mặt ở trong buổi tối ngày hôm nay, thì anh được quyền chọn một trong số những người bạn đồng hành còn lại trong trường quay, được không ạ? Bất kỳ ai mà cảm thấy tin tưởng, trừ MC. MC. Trừ MC, trừ MC. Thành viên ban tổ chức. Nhưng mà tôi còn không biết là những người ở đây ai không phải là MC và cũng không phải là ban tổ chức còn lại trong này. Những cái vị nào mà có cái account là host và co-host ấy thì sẽ coi là ban tổ chức. Thế còn lại tất cả guest thì đều coi như là đều sẽ là người đều sẽ có vai trò giống như người chơi, được không ạ? Thế chị Bùi Hải Lý thì là ban tổ chức hay là người chơi? Bùi Hải Lý thì tạm thời chưa chuyển giao được quyền host sang cho ai, cho nên là tạm giữ thôi. Giờ chuyển luôn được không ạ? Tôi nghĩ là tôi có thể tuyên cáo chị Bùi Hải Lý. Vâng, ok, nhất trí. Như vậy là chị Bùi Hải Lý sẽ đóng vai trò là mentor cố vấn cho anh Nguyễn Hải Nam ở trong các câu hỏi còn lại. Vâng, chúng ta sẽ cùng nhau đến các câu hỏi còn lại mà mentor Nam sẽ phải vượt qua. Câu hỏi xin mời câu hỏi: công trình kiến trúc độc đáo nào dưới đây đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2011? A. Thành Nhà Hồ. B. Thánh Địa Mỹ Sơn. C. Hoàng Thành Thăng Long. Hay là D. Phố Cổ Hội An? Tôi nghĩ thì theo như tôi biết thì theo như mình biết thì Thánh Địa Mỹ Sơn, Phố Cổ Hội An và Thành Nhà Hồ đều là di sản văn hóa thế giới. Tôi không nhớ chính xác là Hoàng Thành Thăng Long có phải là di sản văn hóa thế giới hay không.
Cho nên tôi cứ sẽ tạm thời loại đáp án C ra. Thánh điện Mỹ Sơn và phố cổ Hội An, tôi theo như trí nhớ của tôi thì là các địa danh thứ hai và thứ ba được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới sau Vịnh Hạ Long. Và Thánh điện Mỹ Sơn và phố cổ Hội An được công nhận vào năm 1999. Và vì vậy nên là tôi sẽ loại khỏi đáp án B và đáp án D. Tôi khá là chắc chắn điều này là vì lúc tôi còn nhỏ, lúc tầm dưới 10 tuổi thì tôi có đi phố cổ Hội An mà tôi đã nhớ là có cái, không nhớ chính xác là dưới 10 tuổi hay trên 10 tuổi, nhưng mà chắc chắn là dưới 2011 thì tôi đã đi hai địa điểm này khi mà tôi bay vào Đà Nẵng. Vì vậy 2011. Là 2011 mà anh dưới 10 tuổi thì độ tuổi của Mentor Nam quá trẻ. Anh hai cành. Tôi đang chắc chắn là hai cái địa danh này nó không phải. Tôi nghĩ là thành nhà Hồ. Tuy nhiên thì tôi không nhớ chính xác lắm về cái đáp án thành nhà Hồ này, nhưng mà tôi dùng phương án loại trừ thì tôi cho rằng đáp án là thành nhà Hồ. Ok, tôi nghĩ là tôi chọn đáp án cuối cùng của tôi là A, thành nhà Hồ. Thành nhà Hồ là một địa danh ở quê hương của tôi, và tôi nghĩ là mình có thể liều lĩnh một chút cho quê hương của mình. Biết đâu là ban tổ chức cũng lại đưa ra một câu trả lời, một câu hỏi gắn với quê hương anh, đúng không? Các người chơi của chúng ta sau khi đưa ra những phân tích và lập luận rất là logic, chắc chắn, thì đã đưa ra phương án trả lời cuối cùng của mình cho câu hỏi này là A, thành nhà Hồ là một di sản kiến trúc độc đáo đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2011. Nếu nói bốn phương án của chúng ta đúng như Mentor Nam phân tích đều là những di sản văn hóa thế giới của Việt Nam đã được UNESCO công nhận, nhưng nếu như để đưa ra một công trình kiến trúc độc đáo thì đó chắc chắn phải là thành nhà Hồ. Xin chúc mừng. A là câu trả lời chính xác. Vâng, và đây cũng là một địa danh ở quê hương của Mentor Nam. Chúng ta biết thêm một thông tin nữa là Hải Nam của chúng ta là quê Thanh Hóa, quê Châu An, đúng không? Vâng, rất là tuyệt vời. Xin chúc mừng em đã vượt qua được câu hỏi này, là câu hỏi số 12, trị giá 40 triệu. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi tới câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi MC một chút được không? Tôi không biết là Hoàng Thành Thăng Long được công nhận vào năm bao nhiêu năm, 2000 năm nào nhỉ? Cái này thì anh phải chờ chút để chúng tôi phải tra Google. Theo thông tin tôi có ở đây thì khu di tích trung tâm Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội được công nhận vào năm 2010. 2010, Như vậy là chỉ trước đó một năm thôi. Thật là may mắn khi tôi lại loại nó ra là vì tôi không biết gì thông tin gì về nó cả. Tuy nhiên thì khi mà chúng tôi, ban tổ chức chúng tôi ra đề bài thì cũng đã rất là cố tình đề cập một cách rất là cụ thể. Đây không những là một di sản văn hóa thế giới mà lại còn là một công trình kiến trúc rất là độc đáo nữa. Còn công trình Hoàng Thành Thăng Long thì có ý nghĩa nhiều về lịch sử hơn là ý nghĩa về kiến trúc. Vâng, như vậy là chúng ta đã cùng nhau vượt qua được câu hỏi số 12 rồi. Và sau đây sẽ là câu hỏi số 13, trị giá 60 triệu Bitcoin, có nội dung như sau. Hoàng tử Anh William rất thích dòng xe máy Ducati và đã tự tặng cho mình chiếc xe nào dưới đây trong dịp sinh nhật 21 tuổi? A. Yamaha XT660R. B. Triumph Daytona 600. C. Honda Super Blackbird. Hay là D. Yamaha R1. Sinh nhật 21 tuổi. Vâng, các bạn nên nhớ đây là một câu hỏi trị giá 60 triệu. Cho nên là khó nó cũng phải lên mức rất là cao. Ừ.
6 dòng, 4 cái, 4 cái xe này đều không phải là Ducati. Rất thích dòng xe máy Ducati và đã tự tặng cho mình một chiếc xe nào dưới đây. Tuy nhiên 6 chiếc xe này thì đều không phải là Ducati. Anh chắc chắn rồi. Yamaha, Honda, trời, tên xe rất là rõ ràng rồi. Trước hết là tôi phải nhớ là năm nào đã. Hoàng tử Harry, hoàng tử anh William. Anh vẫn còn một sự trợ giúp rất là đắc lực. Tôi muốn suy nghĩ thêm một chút nữa trước khi đưa ra sự trợ giúp. Tôi muốn suy nghĩ một chút. Hoàng tử William, nếu mà tôi nhớ không nhầm thì hoàng tử William nhiều, có hai hoàng tử, tôi biết hai hoàng tử Anh là hoàng tử William và hoàng tử Harry. Đa phần là mọi người sẽ biết nhiều về hoàng tử Harry hơn. Hoàng tử Harry năm nay 37 tuổi, hoàng tử William 39 tuổi, sinh nhật 21 tuổi. Tức là đã là 18 năm về trước rồi. Tức là 18 năm về trước, đúng rồi. 18 năm về trước là năm 2003. 2003. Tôi sẽ thử suy nghĩ xem là cái, tôi sẽ phân tích thử xem là cái xe nào nó được thịnh hành vào cái thời gian đấy. Nếu mà theo như những gì tôi nhớ không nhầm thì R1 được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1999. Và nếu mà sau tận 4 năm hoàng tử William mà mới sử dụng một chiếc xe R1 thì nghe nó cũng, tôi nghĩ là hoàng tử thì phải mua xe, tôi nghĩ là hoàng tử thì phải mua xe mới. Hoàng tử thì chỉ phải... là xe chưa có đã mua rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác. Đấy là những gì tôi nghĩ. Hoặc là anh ấy sẽ mua một chiếc rất mới, có thể là một chiếc rất cũ. Đúng rồi, chính xác. Tôi hiểu nhiều hơn, tôi biết nhiều thông tin hơn về hoàng tử Harry hơn về hoàng tử William. Tôi muốn suy nghĩ thêm một chút xem là có đầu mối nào để tôi có thể nghĩ ra được cái gì đấy giải được bài này hay không. Không biết anh muốn tự suy luận thêm hay anh không thực sự tin tưởng vào chị Bùi Hải Lý ở trong cái câu hỏi này. Căn bản là tôi không muốn mất cái sự trợ giúp đấy của mình, là vì tôi nghĩ là nếu mà tôi trả lời đúng hai câu nữa mà không cần trợ giúp thì tôi sẽ chắc chắn giải quyết được câu hỏi số 15. Vâng, nhưng mà trên đường đi đến câu hỏi số 15 thì nếu như mình mà sai câu này thì mình sẽ quay về mốc 10 thôi. Đúng vậy. Cái gì nó cũng có giá của nó. Chính xác. Rất căng thẳng. Thực ra là những cái xe này thì tôi đều biết. Có nghĩa là hình dáng của nó như thế nào thì tôi đều biết, nhưng mà tôi
Tôi không có đủ dữ liệu để tôi suy nghĩ là Hoàng tử Anh năm 21 tuổi anh ấy đã mua xe nào. Và tôi hỏi một chút là nếu mà theo như tôi hiểu đây là cái xe này sẽ là phải đúng cái xe mà Hoàng tử Anh mua đúng vào dịp sinh nhật đúng không? Chứ không phải là năm bạn anh ấy 21 tuổi mà phải là đúng vào dịp sinh nhật anh ấy 21 tuổi đúng không? Thế tôi hiểu. Vâng, theo nội dung câu hỏi thì đúng là như vậy. Còn cái dịp sinh nhật thì nó cũng không nhất định phải là một thời khắc đúng cái ngày đó. Hai nghìn linh ba. Ở đây chúng ta có hai chiếc Yamaha. Yes. Một chiếc Honda. Và một chiếc Daytona. Thực sự thì với tôi thì câu này là tôi không có bất kỳ một dữ kiện gì luôn, cho nên là một là mình chọn bừa. Hoặc hai là mình dùng trợ giúp. Tôi biết rồi nhưng mà như thế nào nhỉ? Có nghĩa là tôi vẫn mong muốn lục tìm trong trí nhớ của mình xem là có cái sự kiện nào hoặc là có cái hiểu biết nào của mình về xe mà để giúp mình có thể có một chút Đó, tuy nhiên là chắc là cũng đấy, suy luận hay không. Tôi chỉ xin đến 5 phút nữa thôi. Nếu mà tôi không được thì tôi sẽ 50 giây thì được ạ, 5 phút thì hơi nhiều. Chiếm sóng của ban tổ chức quá. Sao lại nhanh vậy? Căng thẳng vậy. Anh xin 5, tôi cho hẳn 50 còn gì nữa. Tôi nghĩ là tôi sẽ liều lĩnh vì còn chỉ còn 5 phút thôi, nhưng mà tôi vẫn rất không muốn sử dụng sự trợ giúp. Tôi sẽ chọn chiếc xe mà tôi nghĩ là đắt tiền nhất. Đàn ông hay phụ nữ thì cũng đều mê Triumph thôi. Và Triumph Daytona thì tôi nghĩ là chiếc xe đắt tiền nhất. Tôi nghĩ là như vậy. Nhưng mà cái câu trả lời này nó vẫn quá là nhiều sự may mắn nhỉ. Đôi khi thì nếu mà mình dùng trợ giúp ở câu này thì mình sẽ đổi lại được một sự yên tâm và tin tưởng hơn để có thể chắc chắn đi tiếp. Và khi chúng ta đã đi tiếp, chúng ta có thể sử dụng quyền suy luận ở những câu hỏi khác khi mà mình có nhiều manh mối hơn. Ok.
nghĩ là tôi nghĩ là tôi vẫn tôi vẫn muốn liều lĩnh một chút. Tôi chưa muốn thực sự an toàn ở đây, là vì tôi nghĩ là rằng đây là một cái câu trả lời mà nếu tôi dự đoán tôi random mà đúng thì tôi sẽ chắc chắn sẽ đúng, và nó sẽ không sai, sẽ không có cái phương án lập lờ giữa đáp án này hoặc là đáp án kia. Tôi chỉ có thể loại chắc chắn là đáp án M2R1 là được, là chắc chắn là tôi sẽ loại được phương án đấy thôi. Chắc chắn là tôi sẽ loại được phương án đấy. Có một chút suy nghĩ của tôi về việc là một người hoàng tử Anh thì sẽ phải mua một chiếc xe của anh, thì nó sẽ không thể là Yamaha hay Honda được. Cái điều này nó quá là rủi ro, là vì một người ở tuổi 21 thì cũng không thể nào biết được là chính xác người ta thích cái gì. Anyway, tôi sẽ chọn phương án B, vì tôi nghĩ là hoàng gia Anh sẽ, một người hoàng tử hoàng gia Anh sẽ không chọn một chiếc Yamaha hay Honda, mà tôi nghĩ là sẽ chọn chiếc xe đắt tiền nhất là Triumph Daytona. Vâng, như vậy là sau rất nhiều phân tích suy nghĩ, vâng, rất nhiều căng thẳng, thì Hải Nam đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này. Thú thật là thực sự là tôi phải khâm phục những suy luận đó. Nó thể hiện một cái vốn hiểu biết, một cái vốn kiến thức rất là sâu sắc, rất là rộng, vừa rộng vừa sâu. Tôi thì không có bất kỳ một manh mối gì trong đầu cho câu hỏi này, cho nên là xin chờ ban tổ chức đưa ra phương án đúng. Wow. Xin mời. Là B. Chúc mừng, là vô cùng xuất sắc của các bạn, của tôi hết sức khâm phục. Nói thật là lúc đầu khi mà rất là may mắn. Vâng, khi mà anh Nam anh ấy cứ đắn đo suy nghĩ rồi nâng lên đặt xuống thì có vẻ là phần may mắn là nhiều, nhưng mà khi nghe những phân tích rất là sâu sắc của một hoàng tử Anh chắc chắn sẽ không dùng những con xe như Yamaha, Honda, thì đấy thực sự là những cái sự chiến thắng không chỉ nhờ may mắn, mà sự chiến thắng do cả tư duy logic rất mạch lạc, rất khúc chiết nữa. Vâng, quá tuyệt vời, xin chúc mừng anh và tất cả các khán giả của chúng tôi trong trường quay cũng đang hết sức là vui mừng. Chúc mừng Mentor Nam đã vượt qua một câu hỏi. Tôi nghĩ rằng câu hỏi này thì nó có giá trị tương đương với cả một vài câu 15 liền. Vâng, chúng ta đã vượt qua được câu hỏi số 13 với trị giá 60 triệu, và chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 14 trị giá 85 triệu Bitcoin. Câu hỏi số 14 nội dung như sau: đất nước nào đón năm mới muộn nhất? A. Đảo Bedara, Úc. B. Đảo Baker và Howland của Mỹ. C. Quần đảo Hawaii cũng thuộc Mỹ. Hay là D. Đảo Hamilton ở Úc. Muộn nhất. Theo suy luận của tôi thì tôi nghĩ rằng khả năng là Mỹ thì sẽ cao hơn một chút. Mỹ. Đó, chúng ta có hai phương án B và C thuộc về Mỹ. Đúng vậy. Trong đó thì phương án C thì rất là nổi tiếng, quần đảo Hawaii. Còn phương án B thì kém nổi tiếng hơn chút, thậm chí là rất ít người nghe. Thực ra thì câu hỏi thì nó chưa được logic lắm. Về câu hỏi, nếu hỏi đất nước nào nó năm mới muộn nhất thì câu B, câu C đều là nước Mỹ cả. À, hỏi là địa điểm nào thì đúng hơn. Sẽ là một vùng đất nào đấy nằm ở phía quần đảo
Trên Thái Bình Dương. Trên Thái Bình Dương. Trên Thái Bình Dương thì điều đấy là khá là chắc chắn rồi. Thái Bình Dương thì khá là chắc chắn rồi. Tôi khá là chắc chắn với cái điều đấy. À, và nếu mà tôi nhớ không nhầm thì đấy sẽ là mũi giờ trừ 11. Tuy nhiên là theo như tôi được biết nếu mà là đảo Hawaii thì tôi nghĩ là tôi sẽ rất là nghi ngờ về đáp án này. Tại sao? Tại sao? Là vì nếu mà đảo Hawaii, tôi không nghĩ đảo Hawaii là phần lãnh thổ xa nhất tính từ Thái Bình Dương, bên bờ đông của Thái Bình Dương của đất nước Mỹ, à bờ tây của đất nước Mỹ. Có nghĩa là tôi nghĩ là cái hòn đảo mà đón năm mới muộn nhất sẽ là hòn đảo nằm ở phía bờ tây của Thái Bình Dương. Cái nó sẽ lệch sang tây, nhưng mà nó tất nhiên là nó không sẽ không đến Úc hay Nhật Bản, mà nó sẽ gần Úc và Nhật Bản, vì đấy là cái vùng địa giới để chuyển ngày đêm mà. Thì khi mà cái vùng đấy đón giao thừa thì cũng có nghĩa là các cái vùng ở Úc và Nhật Bản thì họ sẽ chuyển sang ngày mùng 2 tháng 1, đó là sang ngày mới. Có nghĩa là tôi đã loại được hoàn toàn phương án A và D. Quần đảo Hawaii thì tôi rất là nghi ngờ, tôi không nghĩ là lãnh thổ của Mỹ, nó chỉ kéo đến đấy. Là vì theo như những gì tôi nhớ là có một số thử bom hạt nhân của Mỹ thì họ sử dụng một số những hòn đảo rất là nhỏ ở phần thuộc địa nằm trên Thái Bình Dương của họ. Ok. Ở câu hỏi này thì tôi lại dùng phương án loại trừ thôi. Có thể là đáp án B. Có thể. Có thể đất nước nào đó năm mới muộn nhất. Để mà lừa hết, tôi không biết là Hawaii có phải là một vùng tự trị riêng hay không. Tôi không có thông tin là Hawaii là một vùng tự trị riêng. Cái này thì tôi đính chính rồi. Câu hỏi sẽ là nơi nào. Ok, tôi hiểu. Tôi đã hiểu. Vậy thì đáp án của tôi cân nhắc là B và C. Vâng, vậy đáp án nào là đáp án cuối cùng? Tôi nghĩ là lãnh thổ của Mỹ không thể nào chỉ dừng lại đến quần đảo Hawaii được, mà nó sẽ là một cái vành đai kéo dài cho đến tận nước đất, cho đến tận nước Úc. Theo những gì tôi nhớ về lãnh thổ của Mỹ. Và theo đảo Baker và Howland, tôi chưa bao giờ nghe đến những hòn đảo này ở Mỹ. Chọn một phương án mà mình chưa nghe bao giờ thì nó cũng... Ok. Sau hôm nay thì tôi nghĩ là tôi vẫn đang còn may mắn trong ngày hôm nay. Vì vậy tôi sẽ không đặt niềm tin của mình vào đảo Hawaii, mà tôi sẽ đưa ra phương án cuối cùng của mình là B. B nhất định là B. Vâng. Tôi không đổi nữa. Chơi của chúng ta quá run, đã quyết định lựa chọn B cho một câu hỏi cũng khá là khó. Câu hỏi số 14 có trị giá 85 triệu. Và anh ấy vẫn quyết định là để dành cái sự trợ giúp của mình cho câu cuối cùng, câu 15. Tôi hoàn toàn đồng ý với cả Mentor Nam là chúng ta có thể chắc chắn loại đi phương án A và D. Bởi vì Úc hay là New Zealand phải là những nơi đón năm mới sớm nhất thế giới mới đúng. Năm nào trên cầu cảng Sydney người ta cũng bắn pháo hoa, là một trong những nơi mà mừng năm mới đầu tiên trên trái đất. Thế còn cái nơi mà đó năm mới cuối cùng thì nó là ở đâu? Là B hay là C đây? Thì thú thực là cũng rất là khó.
Và một lần nữa tôi lại phải nhờ ban tổ chức giúp chúng tôi đưa ra câu trả lời. Rất là hồi hộp. Vâng. B, xin chúc mừng. Rồi. Xin lỗi của tôi chính xác không? Nhưng mà đáp án đúng rồi. Rất xuất sắc. Nhưng mà như vậy là anh còn một câu hỏi cuối cùng nữa thôi. Lý là sẽ phá đảo. Vâng, xin mời câu hỏi cuối cùng. Hy vọng hết vào Lý nha. Trường đại học chuyên dạy về yoga đầu tiên trên thế giới nằm ngoài lãnh thổ Ấn Độ được thành lập tại thành phố nào của nước Mỹ vào tháng 6 năm 2020? Phương Anna, New York, B, San Francisco, D, Los Angeles, hay là D, Chicago? Vâng, và chẳng mất gì đấy, anh ấy mời chị Lý lên sóng. Đằng nào mình cũng được quyền dùng mà. Lý ơi. Lý. Em đây. Ờ. Em có tập yoga không? Xin chào cả nhà. Em không anh ạ. cái câu hỏi này là một cái rất là may mắn là cách đây một cái trước thì tôi có tập yoga, nhờ cách đây một thời gian ngắn thì tôi có tôi bị thoát vị đĩa đệm từ 2012 và tôi có tập một số bài của yoga nhưng mà tôi không tập tất cả các bài trong yoga. Và thời gian gần đây thì tôi có quay trở lại tập nhiều hơn vào các buổi sáng. Và khi mà nói chuyện với giáo viên yoga của tôi, giáo viên yoga của tôi thực ra là một người làm trong Phoenix, thì tôi đã nhận được thông tin này. Nên là tôi đã tìm hiểu về thông tin này và tôi đã xem về thông tin này, là vì tại cái thời điểm đấy thì tôi muốn cài một cái ứng dụng là tập thở theo yoga. Và trong cái quá trình mà tôi tìm ra một cái app là một cái best app về yoga, thì tôi tìm được cái trường đại học dạy về yoga đầu tiên trên thế giới nằm ngoài Ấn Độ, và cái trường đấy nó tên là tôi nhớ không nhầm, nó tên là Vivekananda. Và theo như thông tin của tôi nhớ thì trường này bây giờ Lý ơi, anh nói cái đáp án xem, em xem có đúng không nha Lý nhá. Anh ơi, em đâu biết đáp án đâu. Google. Em có được dùng Google không? Không biết là Lý có được dùng Google không? Em được dùng Google, được dùng Google thoải mái. Ờ. Đâu anh định chọn đáp án nào? Để em tra cho. À nhưng mà đã dùng chữ trợ giúp đâu? Là anh nghĩ là câu này anh cũng không cần dùng chữ trợ giúp, là vì rất là may mắn là anh quay lại tập yoga từ thời gian đấy và anh có nhận được cái thông tin, anh có đọc được cái bài báo về cái trường này. Và đáp án cuối cùng của anh là C, Los Angeles. Vâng, mentor Nam đã đưa ra câu trả lời cuối cùng rồi. Xin mời hệ thống giúp chúng tôi ghi nhận câu trả lời. Rất là may mắn. Tôi nghĩ là tôi lại có cái câu trả lời rất là hệ thống trong ghi nhận giúp lại câu trả lời đi ạ. Tôi nhớ là một trong những cái chương trình Ai Là Triệu Phú vô cùng ấn tượng đấy là một cái chương trình Ai Là Triệu Phú của Mỹ. Ở cái câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 15 thì sau khi nghe xong câu hỏi thì người chơi đã xin phép là dùng sự trợ giúp cuối cùng là gọi điện thoại cho người thân, và anh gọi về cho bố. Và khi gọi về cho bố thì chỉ báo với bố là thực ra thì con cũng không cần sự trợ giúp của bố đâu. Con gọi cho bố chỉ để báo cho bố biết rằng con đã trở thành triệu phú. Thì chắc là anh Hải Nam gọi chị Lý lên chẳng qua cũng để cho chị Lý biết rằng là mình đã trở thành triệu phú. Thế là tôi thì cũng mơ ước thế thôi. Còn bây giờ thì tôi phải chờ ban tổ chức đưa ra câu trả lời. Tôi nghĩ là mình đúng. Xin mời ban tổ chức. Vâng. Đây, xin chúc mừng. Như vậy là chúng ta đã tìm được triệu phú, và tôi nghĩ đây thực ra không phải là triệu phú đầu tiên của chương trình chúng ta, nhưng mà
cũng vô cùng đặc biệt. Một người mà đã trải qua một cuộc chơi vô cùng gay cấn, căng thẳng suốt từ số trước đến số này. Và thực tế là anh ấy tham gia chương trình với chúng ta chỉ... và tôi phải thưa thật là anh ấy không dùng bất kỳ một sự trợ giúp nào cả. Anh ấy chỉ có một sự trợ giúp duy nhất vô cùng đặc biệt là được đổi ba quyền trợ giúp lấy quyền hồi sinh thôi. Và người ta nói rằng là người mà biết đứng dậy sau vấp ngã, có hơi có tí chút vấp ngã ở câu hỏi thứ tư, nhưng một khi đã đứng dậy thì vô cùng mạnh mẽ. Và tấm gương của mentor Hải Nam ngày hôm nay tôi nghĩ là sẽ là một cái sự truyền cảm hứng rất là lớn cho tất cả chúng ta. Một lần nữa xin chúc mừng, và anh ấy cung cấp số tài khoản cho ban tổ chức để có thể nhận Bitcoin ngay trong tối ngày hôm nay, để xem có đủ tiền để sáng mai mua hoa tặng cho chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 hay không. Và một lần nữa xin nồng nhiệt chúc mừng anh Nguyễn Hải Nam, mentor của Phoenix, đã xuất sắc trở thành triệu phú 150 triệu Bitcoin. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, tôi thì cứ nghĩ là người chơi này còn có 4 câu hỏi chắc là nhanh, nhưng mà anh ấy cũng ngốn của chương trình 40 phút lên sóng trong khung giờ vàng của Ai Là Triệu Phú. Tuy nhiên thì thôi cũng rất xứng đáng. Và chúng ta sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang người chơi thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Một người chơi rất là đặc biệt. Sau khi chương trình lên sóng, chúng tôi nhận được rất là nhiều yêu cầu của quý vị khán giả muốn có một người chơi đặc biệt nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Và chúng tôi đã quyết định mời tiến sĩ Lê Minh Xoáy, với nghệ danh bình thường là Bùi Hải Lý. Và những lúc mà cần thiết thì chị ấy dùng cái nghệ danh là Lê Minh Xoáy. Vâng, chị Lê Minh Xoáy thông thường thì đóng vai trò là đạo diễn. Đạo diễn thì đương nhiên là nằm trong thành phần của ban tổ chức chương trình. Nhưng mà tôi xin lấy danh dự của giáo sư ra để thề rằng là hôm nay chị ấy không hề biết đề. Và đề thi dành cho chị Xoáy là do đích thân tôi ra đề niêm phong cẩn mật, giấu kín, không ai biết cả. Chỉ trừ có mỗi bạn kỹ thuật biết thôi. Nhưng mà chúng tôi ra đề thì cũng rất là ngẫu nhiên thôi. Hy vọng là phần chơi của chị Xoáy sẽ góp phần đem lại tiếng cười để... Vâng, và mentor Nam có hỏi là tôi có được làm mentor cho chị Xoáy hay không? Thì cái này phải hỏi quỳ hỏi chị Xoáy, chị có đồng ý để mời anh Nam tham gia làm mentor cho chị hay không? Không có lý do gì để từ chối cả. Nhờ luôn anh Nam làm mentor giúp tôi. Vâng, nếu mà anh Nam mà làm mentor cho chị Xoáy thì tôi chỉ có xin nhắc một câu thôi là mentor thì bị giới hạn thời gian đấy. Người chơi thì không bị, nhưng mà mentor là bị giới hạn thời gian đấy. Cho nên là anh lưu ý giúp. Không là chương trình là cháy giờ lên sóng mất. Vâng, chị Xoáy có phát biểu gì không ạ trước khi mà chúng ta bắt đầu phần chơi ngày hôm nay? Vâng, bình thường trước thì làm trong vai trò ban tổ chức ạ, thì em cũng được xem trước đề. Nhưng mà đề nào hầu như em cũng thấy khó, em chỉ trả lời được hai câu đầu thôi anh ạ. Và hôm nay đi chơi thì chồng thách thức là chắc là không vượt qua được câu số 6 đâu. Nên là mong mọi người giúp em vượt qua câu 6 về đỡ nhục. Vâng, tôi nghĩ là chồng của chị Xoáy là cũng hết sức yêu thương và tin tưởng vào vợ mình ấy, cho nên mới nhân 3 lần cái năng lực bình thường. Đấy, vâng, thế thì cũng không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chương trình Ai Là Triệu Phú với người chơi, tôi xin khẳng định lại là tiến sĩ Lê Minh Xoáy. Và tôi vẫn phải phổ biến lại luật chơi, mọi người, chị nằm trong thành phần của ban tổ chức. Chị sẽ có tất cả là 15 câu hỏi của chương trình. Từ câu số 1 cho tới câu số 15. Và vượt qua tất cả 15 câu hỏi này thì chị sẽ có một phần thưởng trị giá 150 triệu Bitcoin. Đấy, giống như là những gì mà anh Hải Nam vừa đạt được. Và chị sẽ được ban tổ chức cấp cho 3 quyền trợ giúp để đặt vốn. Đó là 50-50. Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Hoặc là hỏi ý kiến của tổ tư vấn tại chỗ. Kể từ câu hỏi thứ 6 trở đi thì chị sẽ có thêm một sự trợ giúp nữa là hỏi ý kiến của mentor cố vấn. Vâng, đấy chính là anh Hải Nam. Và hôm nay là một số rất đặc biệt, kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, cho nên là một sự trợ giúp mới. Kể từ câu số 11 trở đi, sau khi chị vượt qua được câu số 10 thì chị sẽ có thêm một sự trợ giúp tiếp theo nữa, chúng tôi gọi là quyền hồi sinh. Quyền hồi sinh này không phải là sống lại đâu. Quyền hồi sinh này được triệu hồi lại một trong số những sự trợ giúp đã mất. Chị nắm rõ luật chơi của chương trình chưa? Vâng, thế cũng có vẻ tốt hơn ạ. Chứ em sợ hồi em lại xong em lại tèo luôn. Thì nhỏ lắm anh ạ. Ok ạ, như vậy là xin hỏi lại một lần nữa là chị tiến sĩ Xoáy đã nắm rõ luật chơi của chương trình chưa? Rồi ạ, rõ lắm rồi anh ạ. Vâng, khi người chơi đã nắm rõ luật chơi thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đi tìm ai
là triệu phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Điền từ còn thiếu và câu thành ngữ sau. Ui. Học thầy không tày học 3 chấm. A. Học vợ. B. Học gấu. C. Học bồ. Hay là D. Học bạn. Câu này biết đáp án D anh ạ. Cho nhanh cho vuông. Vâng. Học D. Thầy từ đợi em thì học. Ôi chết rồi. Đã ghi nhận. Học thầy không tày học bạn đúng rồi D ạ. Vâng. Tưởng là lanh chanh. Vâng, học thầy không tày học bạn. Chính xác. Xin chúc mừng. Câu hỏi thứ hai. Qua được một câu. Vâng, câu thứ hai. Hình tam giác có ba cạnh bằng nhau được gọi là gì? A. Tam giác cân. B. Tam giác đều. C. Tam giác vuông. Hay là D. Tam giác vuông cân. Mày quá. Này em cũng biết. Em chọn đáp án B. Tam. Vâng. Ba cạnh bằng nhau tam giác đều. Cái này là kiến thức của học sinh lớp 6 thôi. Vâng, xin chúc mừng. Chính xác. Như vậy là hai câu đầu tiên nằm trong năng lực của mình sở trường thì chị đã vượt qua rồi. Đã vượt qua. Bắt đầu khó với em đây. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp câu hỏi số 3. Trụ sở tầng 0 thân thương của trường Mây Phoenix nằm ở quận nào sau đây tại Hà Nội? A. Nam Từ Liêm. B. Bắc Từ Liêm. C. Cầu Giấy. Hay là D. Tây Hồ. Câu này mà không biết nữa thì chắc là bị đuổi việc anh ạ. Em chọn đáp án C. Cầu Giấy. Vâng, trụ sở tầng 0 thân thương của trường Mây Phoenix nằm tại tòa nhà FPT số 17 Phú Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Xin chúc mừng, C là câu trả lời chính xác. Câu hỏi thứ tư của chúng ta có nội dung như sau. Vâng, cảm ơn bạn Duy Tân nhé. Ngày 20 tháng 10 ra đời nhằm kỷ niệm sự kiện nào sau đây? A. Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. B. Thành lập Liên đoàn Phụ nữ Đông Dương. C. Thành lập Hội Quốc tế Phụ nữ. Hay là D. Thành lập Hội Phụ nữ Ái quốc. Mày qua mấy đáp án nó không nà ná nhau. Em chọn đáp án A. Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Vâng, ngày mai đây ạ. Là một trong hai ngày mà đứng mày râu và luôn luôn trăn trở suy nghĩ không biết tặng gì cho chị em. Vâng, chính xác, xin chúc mừng. Rồi, đã qua còn vâng, rất nhanh. Một câu nữa là em đến câu 5. Tốc độ rất là nhanh. Câu hỏi số 5 của chúng ta. Bộ phim truyện đầu tiên của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam có tên là gì? A. Vợ chồng A Phủ. B. Làng Vũ Đại ngày ấy. C. Chung một dòng sông. Hay là D. Hà Nội mùa đông năm 46. Rồi. Cái câu này em không có một cái gọi là đây đến mốc năm một cái mà em bắt đầu. Vâng, mốc năm là mốc biết của em rồi đấy. Quan trọng đầu tiên của chương trình. Cho nên đương nhiên câu hỏi thì nó không thể dễ dàng được như mấy câu trước. Chị có ba sự trợ giúp. Này. Vâng, A với cả B thì em nghe quen. Còn C với cả D thì là em không có một cái manh mối gì cả. Chắc là em sự trợ giúp. Em có ba sự trợ giúp gì nhỉ? 50-50 à? Cho 50, em tổ 50. Tư vấn tại chỗ đi. Các bạn khán giả nào biết không tư vấn giúp em. Chúng tôi xin mời các bạn khán giả, ba bạn nào có biết câu trả lời. Thế là em vẫn còn ba người nữa đúng không? Vâng, xin mời các bạn giơ tay ạ. Có nhiều người giơ tay quá anh ạ. Bốn người giơ tay sẽ giúp em này. Vâng, xin mời bạn đầu tiên là bạn có mã sinh viên FX11736. Vâng ạ, như em vừa nói thì tại vì em cũng kiểu như là một người thích lịch sử và em biết Việt Nam cũng yêu lịch sử nước mình nên là em nghĩ về bộ phim đầu tiên thì là Hà Nội mùa đông năm 46 nên em nghĩ là D rồi ạ. Vâng, rồi cảm ơn ạ. Đấy là sự trợ giúp thứ nhất. Xin mời bạn người thứ hai, bạn Trần Thanh Vinh. Thì đương nhiên đối với em là một người rất là dễ đối với câu này. Trên là đáp án D là đáp án cuối cùng. D à? Vâng, thế thì xin mời tiếp người thứ ba là chị Chu Thị Huyền. Thực ra là em search Google thì đáp án C trong một dòng sông không giống các bạn ấy, không biết là em có search sai không. Vâng. Hai bạn kia có tra Google không ạ? Không biết là hai bạn kia có tra Google hay không, nhưng mà như vậy là đây là một phương án tình huống khá là khó khăn mà tiến sĩ Xoáy sẽ phải vận dụng
hết sức cái năng lực của mình để đưa ra quyết định. Chị có nhận được 3 sự trợ giúp, 2 người chọn D, 1 người chọn C. 2 người chọn D thì không biết có kịp tra Google không, còn người chọn C thì nói rằng là đã kịp tra Google và chọn phương án C. Chị có thể đưa ra quyết định của mình. Cũng cân anh ạ. Tức là đáp án C nhưng mà có cả Google và bạn ý. Coi như là 2 đều đúng không? 2 đều. Mình vẫn có thể sử dụng thêm sự thế là khác. Cũng cả C và D là 2 cái em không chưa từng nghe tên đúng không? Vâng. Tra Google. Em cứ liều đi. Bạn đi tra Google rồi thì chắc là em chọn. Liều đi chị lấy ơi. Ai vừa bảo gì ấy anh? Ai vừa bảo gì mình đấy ạ? Và liều đi chị Lý ơi. Em chọn nhường chị C, chung một dòng sông dựa vào bạn Huyền đúng không nhỉ? Huyền CT ạ. Vừa tra Google giúp em. Có vâng. Chết thì em à, mà có rớt thì em bắt đền trà sữa. Không chết có nhau mà. Ok luôn. Không chết có nhau mà. Cả 4 phương án này thì đều là những tác phẩm rất là xuất sắc, rất là nổi tiếng. Nói thật là với các bạn là tôi là người ra đề toàn bộ cái đề này, nên là tôi cũng phải cố tình cài cắm một số cái phương án khó vào. Để có những cái bộ phim mà lấy bối cảnh của những thời gian xưa hơn, nhưng lại không phải là được sản xuất từ sớm. Bộ phim đầu tiên của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam được sản xuất vào năm 1959 với 2 đạo diễn là Nguyễn Hồng Nghi và Phạm Hiếu Dân. Và bộ phim này có tên... Em có rớt từ câu này không? Bộ phim này của chúng ta là Chung Một Dòng Sông. Xin chúc mừng. May quá, may quá. Đấy là phải tin tin Google hơn rồi nhỉ. Tại buổi này là phải tin Google hơn bạn bè. Rất tỉnh đúng không ạ? Và cũng xin chúc mừng chị Huyền CT đã xuất sắc nhận được một phần quà của chương trình trị giá là 300.000 đấy coi. Chị là một trong số những người chơi của chúng tôi rồi nên chị phải quy đổi tỷ giá hay tính xem nó bao nhiêu nha. Như vậy là người chơi của chúng ta tiến sĩ Lê Minh Xoáy đã vượt qua được 5 câu hỏi đầu tiên rồi, và từ câu hỏi thứ 6 này trở đi thì chị sẽ có thêm một sự trợ giúp nữa, đó là hỏi ý kiến của mentor cố vấn, và chị đang có một sự cố vấn của một người vô cùng xuất sắc, chính là mentor Nguyễn Hải Nam. Anh Nam có bình luận gì về phần chơi vừa rồi của chị Lê Minh Xoáy không ạ? Anh có 30 giây thôi nhé, bình luận 30 giây thôi. Xuất sắc, ok, 10 giây, cảm ơn. Ok ạ, như vậy là chúng ta đã vượt qua được 5 câu hỏi đầu tiên của chương trình khá là nhanh chóng. 4 câu đầu tiên thì không hề gây khó khăn gì cả. Câu hỏi thứ 5 thì hơi khó một chút xíu thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang câu hỏi thứ 6. Chức danh nào sau đây trong hệ thống chính trị của Việt Nam thường xuyên do phụ nữ đảm nhiệm? A. Chủ tịch nước. B. Phó chủ tịch nước. C. Thủ tướng chính phủ. Hay là D. Phó thủ tướng chính phủ. Chú phó, em chỉ biết là phó chủ tịch nước thì có cái bà gì, bà Bình ấy nhỉ? Đúng là giữ, phải bà Bình không ta? À, thì như cũng có bà Tòng Thị Phóng thì như cũng là phó chủ tịch nước. Xong rồi cái nhiệm kỳ gần nhất này cũng là bà, tức là đến gần đây thì mới là bà ấy mới nghỉ. Thì em nhớ là chủ tịch nước thì hình như là chưa có nữ, thủ tướng thì chắc là cũng không. Em nhất là cái phó chủ tịch nước ấy. Phó thủ tướng chính phủ thì em không có thông tin gì cả. Chắc là em chốt đi, chốt liều. Em chọn B, phó chủ tịch nước. Vâng. Đây mà là một chức danh cũng tương đối quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Bởi vì là trong trường hợp mà nguyên thủ quốc gia qua đời hoặc là không thể đảm nhiệm được thì người này sẽ giữ chức quyền nguyên thủ. Trường hợp gần đây nhất là năm 2018 khi ông Trần Đại Quang chủ tịch nước từ trần thì phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ quyền chủ tịch nước, và phương án B là một câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng. May quá.
Câu này không khó. Vâng, câu này có thể suy luận được. Đoán được, câu này em đoán được. Vâng, đúng rồi. Mặc dù là chúng ta cũng không quá chính xác lắm, nhưng mà một số suy luận của chị thì không đúng lắm, nhưng mà thôi, trả lời đúng là được. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang câu hỏi số 7 có trị giá 6 triệu Bitcoin. Câu hỏi số 7 của chúng tôi có nội dung như sau. Là em vượt qua câu 6 rồi anh ạ. Vâng, đúng rồi. Vâng. Không biết là chồng chị Lý có đang ngồi xem chương trình không, thì tôi phải hết sức là vui mừng thông báo với anh Vinh là vợ anh đang có một phần chơi là xuất sắc hơn mình được. Vâng, câu hỏi số 7. Trường đại học đầu tiên của nước ta, Quốc Tử Giám, được thành lập dưới triều vua nào? A. Lý Nhân Tông, B. Lý Thánh Tông, C. Trần Nhân Tông, hay là D. Trần Thánh Tông? Câu này em không có một dữ liệu gì. 50-50 thì chắc chắn không thể dùng được. Sự trợ giúp của mentor thì phí, khán giả thì em thôi, em sẽ chọn sự trợ giúp của khán giả. Vâng, người chơi của chúng tôi cần đến sự trợ giúp của quý vị khán giả. Vâng, xin mời ban tổ chức giúp chúng tôi bật một cái poll đi ạ. xin mời poll lên đi ạ. Và chúng tôi có 4 phương án A, B, C, D. Chúng xin nhắc lại câu hỏi là: trường đại học đầu tiên của Việt Nam, Quốc Tử Giám, được thành lập dưới triều vua nào? Có 4 phương án. Phương án A là Lý Nhân Tông, phương án B là Lý Thánh Tông, phương án C là Trần Nhân Tông, và phương án D là Trần Thánh Tông. Vâng, xin mời các bạn. Sao nó đều thế này? Sao nó đều thế này ạ? Đang 50-50 luôn đấy. Vâng, ban tổ chức chuẩn bị ngừng poll đi ạ. Vâng, 50% chọn phương án A và 50% chọn phương án B. Đó là sự trợ giúp của quý vị khán giả vô cùng yêu thương lắm mới đưa ra một cái sự như này. Vâng, phản tạo rất yêu thương luôn. Mà không biết hay là tại tên em là Lý nên mọi người là chọn A, cả A và B nó đều nhau luôn ấy. Vâng, tên là Lý cho nên là chọn triều đại nhà Lý đúng không? Rất là có lý. Em có nên, em sợ là bởi vì em sợ là có A, B, giờ em chọn 50-50 là kiểu gì ban tổ chức lại cũng chôn tiếp loại mất hai phương án C. Không ạ, tôi đề nghị các bạn thật là không được chôn chị Lý nữa. Cho nên là nhưng mà giờ 50-50 thì cũng thế. Vâng, chị có thể sử dụng 50-50. Có thể sử dụng một sự trợ giúp, không thể sử dụng quyền mentor được. Nếu mà trả ngộ nhỡ mà trả lời sai phát là đi luôn đấy. Lý Nhân Tông thì em có nên gọi là còn tù tì để chọn chọn bên nào không? Mà em còn suy nghĩ nhiều gì đúng không? Bây giờ em chọn là em sẽ chọn hên xui. Một là vừa nãy là A với cả B đúng không nhỉ anh nhỉ? Vâng, đúng rồi. Phương án A 50% và phương án B 50%. Em 5 giây nhắm mắt. Em sẽ chọn. Em sẽ chọn một trong hai luôn. Bởi vì bây giờ mình chọn 50-50 thì cũng thế mà. Chọn kia thì phí nên em sẽ liều, chọn bừa. Em chọn Lý Nhân Tông. Vâng, không biết là rất nhiều bạn khán giả thì đang bình luận là toang rồi với cả yêu cùng toi rồi. CID sao? Trường đại học đầu tiên của nước ta, Quốc Tử Giám, được thành lập vào năm 2000. Vâng, được thành lập vào năm 1076. Và đó là dưới triều đại
của vua nhà Lý. Lý Nhân Tông, xin chúc mừng. Là câu trả lời chính xác. Cái này là phải khẳng định rằng là thần may mắn rất là mỉm cười với cả Tiến Thị Xoáy đúng không ạ? Và như vậy là chúng ta đã vượt qua được câu số 7 rồi. Thế như vừa nãy cũng là một câu tí chết đúng không ạ? Vâng, hai câu đều chết rồi. Nói chung là năng lực mình trồng bảo là câu 6 thôi. Từ câu 6 trở đi là câu nào chắc là cũng đều hút chết cả. Chẳng có câu nào dễ đâu. Câu nào cũng như nhau. Rồi ạ, chúng ta sẽ cùng nhau. Bây giờ nó quá là vĩ đại rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang. Rồi cuối cùng là chồng không nói được gì đâu chị ơi. Vâng, cảm ơn sự cổ vũ của các bạn khán giả. Chúng ta xin mời câu hỏi số 8. Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới 2020 theo bảng xếp hạng của Forbes là ai? A. Angela Merkel. B. Christine Lagarde. B. Kamala Harris. Hay là D. Em đã bảo Melinda Gates. Em đã bảo anh nhẹ tay với em mà. Anh phải biết là cái trình độ của em nó rất còi. Thực ra thì tôi nếu không ngần ngại thì em dùng luôn sự trợ giúp. Trợ giúp gì ạ? Anh nói đi ạ. Tôi chỉ em bảo chọn rằng là sự trợ giúp của mentor Hải Nam. Vâng, tôi chỉ bảo là từ câu số 6 trở đi thì chắc câu nào cũng khó như nhau cả thôi. Vâng, xin mời Hải Nam ạ. Đáp án A nhá. Vâng, mentor Nam rất anh là tiết kiệm lời. Chưa? Đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới thì Angela Merkel là người đứng đầu. À đúng không anh? Đúng. Vâng ạ, thì em chọn theo mentor thôi, không có gì phải suy nghĩ nữa. Câu này em không có gì để phân tích. Vâng, bà Angela Merkel thì là thủ tướng Đức. Bà Christine Lagarde thì là tổng giám đốc của Tổ chức Thương mại Thế giới. Bà Kamala Harris thì là phó tổng thống Hoa Kỳ. Còn bà Melinda Gates thì là vợ của ông Bill Gates, nhưng mà tự vợ thôi. Mời mentor Nam tắt mic của cái nha. Vâng, ban tổ chức cả học viên cả em. Vâng, ban tổ chức ghi nhận giúp câu trả lời đi ạ. Vâng, và chị người phụ nữ hình như là C rồi. Có bạn khán giả vậy. Tôi chỉ có một lời khuyên cho Tiến sĩ Xoáy là đã đến câu này rồi ấy thì mặc kệ đời nhưng mà sống. Nó đừng quan tâm lắm đến những bình luận của các bạn khán giả trong cửa sổ chat nữa. Xin mời ban tổ chức giúp chúng tôi đưa ra phương án đi ạ. Em của anh mentor Nam. Dùng pha. À, vâng. Xin chúc mừng. Được chưa ạ? 10 triệu rồi, em có 10 triệu rồi. Vâng. Như vậy là chị đã vượt qua được câu hỏi số 8. Và hiện nay đang có một phần thưởng trị giá là 10 triệu Bitcoin. Và còn một sự trợ giúp nữa là 50-50. Nói thật là thấy Tiến sĩ Xoáy có phải hắt hủi cái phương án 50-50. Thường ấy, tôi cái này không phải cà khịa chị Xoáy đâu. Nhưng mà tôi phải nói thật là những người như là mentor Hải Nam ấy là rất thích 50-50. Lý do là bởi vì họ có suy luận logic, họ tư duy, họ suy nghĩ và họ cần thêm cái sự trợ giúp 50-50 là để khẳng định thêm loại bớt phương án sai. Thế còn những người mà lười suy nghĩ thì không chịu tư duy ấy, là sẽ rất không thích cái phương án 50-50. Nhưng thôi tôi chỉ bình luận thế thôi. Còn bây giờ thì dù muốn dù không thì với câu này từ trở đi vẫn bắt buộc phải dùng cái phương án 50-50. Vâng, xin mời câu hỏi số 9. Em có thể không dùng nó và em đoán bừa hoặc là em không được dùng cuộc chơi đúng không anh? Em có thể không dùng, em sẽ quyết định không dùng 50-50 và sẽ đoán bừa. À, không, đừng quyết định như thế mà làm khổ chương trình. À, cũng không nên hắt hủi nó quá. Câu hỏi số 9 của chúng ta có nội dung như sau. Tỉnh nào sau đây có diện tích lớn nhất tại Việt Nam? A. Thanh Hóa. B. Nghệ An. C. Quảng Nam. Hay là D. Gia Lai. Thanh Hóa là quê em ấy. Vâng, có những bạn còn bảo là sai thì không phải người Việt. Và chị Lý chỉ là người Mường. Chị Lý chỉ là người Mường chứ không phải người Việt. Đúng rồi, không phải người Việt. Gia Lai thì em nghĩ là Gia Lai với cả Quảng Nam thì em nghĩ là không đúng. Có Thanh Hóa, em ở Thanh Hóa mà. Ôi, Thanh Hóa thì rất Nghệ An.
Thanh Hóa thì em ở Thanh Hóa thì hình như chưa thấy đang, có cái gì gọi là nhất. Đang có vẻ tư duy logic đấy ạ. Con này có vẻ cũng dùng 50-50 được anh ạ. Vâng, chị hoàn toàn có thể có quyền trợ giúp 50-50. Nhưng mà như em nói rồi em vẫn... Nhưng mà em ở Thanh Hóa thì em ở Thanh Hóa thì nếu mà tỉnh em mà... À, tức là tỉnh em mà lớn nhất thì chắc là em phải biết. Mà không phải Quảng Nam, không phải Gia Lai thì em nghĩ là B, Nghệ An. Em chọn B. Vâng, người chơi của chúng ta đã đưa ra câu trả lời. Vâng, nói thật là vâng, tôi rất đồng tình với cả bình luận của khán giả Trần Đăng. Lý hôm nay thông minh quá, bởi vì là hôm nay chị là tiến sĩ Lê Minh Xoáy rất thông minh và đưa ra em những suy luận bằng tôi. Em là chuyên ngành cà khịa thôi ạ. Tôi mặc dù tôi cũng vừa cà khịa một tí. Thì chị ấy tận dụng ngay tư duy logic. Nói chung là tư duy logic đôi khi là cũng phải có cà khịa giống như máu á, đẩy thì nó mới lên được não thì mới bật được. Vâng, đúng như bạn Nguyễn Anh Đức nói rằng là bật mốt thông minh đột xuất. Xin rất là đồng tình với cả những comment của các bạn. Và tỉnh có diện tích lớn nhất tại Việt Nam là Nghệ An. Xin chúc mừng. Thấy chưa, em một khi mà đã không thích dùng tư duy thôi, một khi đã dùng thì cũng chẳng chẳng qua là em không thích dùng ấy. Vâng, thì hy vọng là chị sẽ dùng được tư duy của mình cho câu hỏi tiếp theo. Mốc rất là quan trọng, mốc số 10. Mốc này chị giá là 20 rồi. Vâng, mốc này chị giá 22 triệu và chị còn một sự trợ giúp nữa là 50-50. Qua câu này thì chị có thể triệu hồi trở lại mentor nam. Ồ, đúng. Câu luật mới. Vâng. Em liệu có khi đi đến lượt câu 150 thì hôm nay anh sẽ hết càng khi em không? Cái đấy thì tôi không biết được. Câu hỏi số 10 trị giá 22 triệu có nội dung như sau. Loài côn trùng nào đã từng làm chập một chiếc máy tính và sau đó khiến người ta bắt đầu dùng cụm từ computer bug, rẹp máy tính, tức là lỗi phần mềm? A. Sâu bướm. B. Gián. C. Ruồi. Hay là D. Bọ cánh cứng Nhật Bản? Câu này chẳng có cái gì để mà 50-50. Chỉ có thể là đoán bừa. Chỉ có thể là nhưng đoán dẫu sao bừa. Thì dẫu sao thì khi mà chọn 50-50 thì mình đoán bừa nó cũng nhẹ nhàng hơn. Chỉ phải chọn một trong hai thôi. Còn bây giờ phải chọn một trong bốn. Cái này là không phải tôi chơi chị Xoáy đâu, nhưng mà tôi phải thưa với quý vị và các bạn rằng là câu hỏi này là nguyên gốc của nó là một câu hỏi thứ 15 ở trong một chương trình Ai Là Triệu Phú nguyên bản. Anh lại chơi cái người đầu óc rất thông minh như em. Tuy nhiên thì ở đây tôi đối với Phoenix tôi lại phải xếp nó vào câu 10. Bởi vì ở Phoenix có một học viện gọi là học viện Gúc Hoa đào tạo tester chuyên đi bắt bug máy tính. Và trong cái video... Anh đang gợi ý em không? Không biết, tôi chỉ đang bình luận thêm về câu hỏi thôi. Trong một cái video clip giới thiệu về chương trình đào tạo tester, hình như ở đây có khá nhiều bạn cũng học cái chương trình đào tạo tester đấy, của Phoenix. Đã giới thiệu Phoenix hợp tác với Hookwa thì nó cũng có một cái video clip giới thiệu và nó cũng đã từng nhắc đến vấn đề này. Hookwa thì là Nhật Bản. Anh Hookwa là đợt ra mắt Hookwa là từ Hoa đi Nhật Bản. Có phải anh đang gợi ý em hay là anh đang gọi là làm loạn cái sự đoán bừa của em? Hiểu thế nào cũng được. Em câu này em sẽ không đưa ra một cái nhận định gì để 50-50 nó được công bằng nhất. Em sợ. Xin mời ban tổ chức giúp chúng tôi loại đi hai phương án sai. Ô, em chưa chọn mà. Thế à, em tưởng chọn rồi. Thôi em chọn 50-50 đi để đoán bừa cho dễ. Vâng, thế thì xin mời máy tính giúp chúng tôi bỏ đi hai phương án sai. C và D đã bị loại. Chúng ta còn lại phương án A, sâu bướm hoặc phương án D. Trốn cái giặc ơi. Mày quá, không có cái gì liên quan đến Nhật Bản, tí nữa thì em chọn D. Anh đúng là hoa mắt. Con rán thì có sâu bướm. Em nghĩ là con rán thì người ta sẽ nghĩ là
nó dễ chui rúc hơn chứ không là con sâu bướm. Em sẽ chọn bữa là con sâu bướm. À vâng, chị phân tích câu này là câu 10 hả anh? Vâng, câu này là câu 10. Phân tích rất là, lại một lần nữa thể hiện một sự phân tích logic nữa. Chị cứ lườm rau gắp thịt thôi, cứ nói b xong cuối cùng chọn A. Bởi vì em nghĩ B chắc nhiều người đoán quá nên là em chọn A. A là một câu trả lời chính xác, xin chúc mừng. Em nghĩ là hôm nay em có tiềm năng đi đến câu hỏi số 15. Vâng, theo đúng luật của chương trình là chúng tôi chơi đến 9:15 thôi. Cho nên là bây giờ là 9:09. Và nếu mà giả sử mà chưa hết thì lại phải kéo gấp sang buổi sau vậy. Nhưng mà kể từ câu hỏi số 11 em hiểu ý anh rồi, nên thì em sẽ chết được câu hỏi tiếp theo. À nhưng mà từ câu hỏi số này là em được một sự trợ giúp hồi sinh đúng không? Thì hồi sinh mất từ nào? Vâng, bắt đầu từ câu hỏi số 11 này thì chị được triệu hồi một quyền trợ giúp. Mà không nhất định phải là mentor nam, chị có thể triệu hồi khán giả cũng được. Không nhất định phải triệu hồi mentor nam. Bây giờ chị chọn ma nam, hải nam hay chị chọn khán giả nào? Nhất định là em không chọn triệu hồi 50-50. Em sẽ chọn triệu hồi mentor nam. Vâng, không biết là mentor nam còn đấy không hay đi đâu mất rồi. Vâng, tí nữa sẽ tính tiếp. Và chúng ta sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang câu hỏi số 11 có trị giá 30 triệu. Có bao nhiêu cây cầu bắc qua sông Hồng thuộc địa bàn trung tâm thành phố Hà Nội? A 5, B 6, C 7 hay là D 8? Cái này có thể ngồi đếm được. Sao nhiều thế anh? Em biết có mỗi 2 cây. Là cây gì ạ? Cầu Trương Dương với cả cầu Long Biên đúng không ạ? Vâng, Trương Dương với Long Biên đúng là... không? Cái này không biết là... Không biết Nhật Tân có phải là bắc qua sông Hồng không ta? Cầu Nhật Tân không bắc qua sông Hồng đúng không? Cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long. Cái này tôi không biết đâu. Sao em mới chỉ biết 4 mà nó có tận 5, 6, 7, 8? Em thì cũng biết gọi là cái thành phần là mù đường. Em thêm mù địa lý nên là em không hay đi loanh quanh Hà Nội lắm. Thì em sống ở đâu thì em biết phải đi phải đến 20-30 lần thì em mới biết được, nhớ được cái đường về nhà mình. Cho nên là em cũng không hay đi lượn lờ. Anh ơi, mà câu này em triệu hồi thì qua tiếp đúng không? Thì em có thể triệu hồi anh Nam. Vâng, anh Hải Nam có đây không ạ? Triệu hồi anh Hải Nam sống lại. Có. Nếu mà hay nếu mà không có anh Hải Nam lên tiếng thì em đây rồi. Thôi Hải Nam, Hải Nam sống dậy chưa ạ? Mình có bao nhiêu giây tất cả nhỉ? Anh ơi, anh cứ tra Google thoải mái đi thôi. Căn bản là có cái yếu tố trung tâm thành phố Hà Nội, anh không biết là thế nào gọi là trung tâm thành phố Hà Nội. Vì thành phố Hà Nội nếu mà nó ở thủ đô Hà Nội thì nó sẽ trung tâm. Tại vì tức là ví dụ Hà Đông, Hà Tây các thứ thì có tính không? Anh không rõ lắm nhưng mà đáp án cuối cùng của anh là 7 nhá. MC ạ? Hà Đông, Hà Tây các thứ thì có tính không ạ? Anh trung tâm mà. Anh nghĩ là 7. Vâng, anh cứ search đi ạ. Anh nghĩ là 7. Câu trả lời của anh là 7. Vâng, câu trả lời của mentor Nam là 7. Tôi phải clean cho cái địa bàn trung tâm là tính các cây cầu nào mà nối trung tâm thành phố Hà Nội, tức là các quận nội thành. Hà Đông cũng được coi là quận nội thành. Nội thành thôi, nội thành. Nội thành. Có nghĩa là mình chỉ tính các cái cầu nội thành bắc qua Hà Nội đúng không? Đúng rồi. Rồi ok, thế mình sẽ có Long Biên là 1, Trương Dương là 2, Thăng Long là 3, Thanh Trì là 4. Vĩnh Tuy là 5, Nhật Tân và Nhật Tân là 6. Nên mình sẽ loại bớt một cái cầu đi. Đây là 6 cái cây cầu nối trong địa phận thành phố Hà Nội qua sông Hồng.
ở trong trung tâm thành phố ấy. Ờ. Thì sẽ có 6 cái cây cầu đấy, còn nếu mà ngoài trung tâm thì có thêm một cây nữa. Nhưng mà mình nghĩ là thế thì đáp án có thể sẽ là 6 hoặc là 7, không biết là có cái gì nó đang lừa đấy hay không. Hay là có cho ngoài, ngoài trung tâm là ở chỗ nào anh? Ngoài trung tâm là chỗ nào? Mình cũng không biết là gọi là ngoài ý lý hỏi là ngoài trung tâm thì có cây nào gì. Và đúng cái không? Câu số 7, cái cây số 7 mà anh bảo ấy là cái cầu gì? Vĩnh Thịnh. Vĩnh Thịnh thì nối Sơn Tây và Vĩnh Tường. Ok, cứ coi như là Sơn Tây và Vĩnh Tường, không phải đây thì 6 nhá. Mà đúng sẽ là 6. Còn nếu mà tính cả Vĩnh Thịnh thì là 7. Thì Vĩnh Thịnh đã xây xong từ tháng 6 2014 rồi. Và nếu mà có yếu tố lừa đấy nên là chắc là 6 đấy. Em nghe anh. Đáp án số 6. Em chọn đáp án 6 ạ. Vâng. Người chơi của chúng ta đã lựa chọn phương án B là 6. 6 cây cầu mà mọi người vừa kể ra đều đúng cả. Cây cầu số 7 bắc qua sông Hồng trên địa bàn Hà Nội là cầu Vĩnh Thịnh, nối thị xã Sơn Tây với tỉnh Vĩnh Phúc. Nhưng Sơn Tây thì không tính là trung tâm, cho nên là 6 là câu trả lời chính xác. Không phải danh là mentor nam rất xuất sắc. biết tên em rớt. Hết sự trợ giúp rồi đúng không ạ? Đúng rồi, hết sự trợ giúp rồi. Nếu mà câu này mà vẫn chị ơi, nhưng mà chị đi gấp đôi quãng đường của chúng chị rồi. Vâng, rất nhiều sự ủng hộ đúng không ạ? Vâng, chúng tôi xin đây là sự yêu thương của quý vị khán giả dành cho tiến sĩ Xoáy, chị Bùi Hải Lý. Câu hỏi số 12. Nhân vật Dan là con trai của Marie và tổng giám mục Graffer trong tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai đã chết ở đâu? A. Italia. B. Úc. C. Hy Lạp. Hay là D. Anh? Cái phim này em đã xem luôn nhưng mà em không có một cái ký ức gì cả. Em được cái là không hay thù ra nhớ đâu. Hồi sinh viên em đã cày hết cả một cái tập phim này luôn. Nhưng mà em không thể nhớ được bất kỳ một tên nhân vật nào trong phim cả. Em chỉ nhớ mang máng cái cốt truyện của nó thôi. Nên là chắc chắn câu này em không thể biết được. Em sẽ phải đến phải hơn 10 năm rồi. Trong tuyển thuyết thì đã chết ở đâu à? Con trẻ chết ở... Em sẽ chọn bừa. Đã không được dừng cuộc chơi đúng không anh? Được, thì có thể dừng cuộc chơi. Có thể dừng cuộc chơi tại đây. Thôi em sẽ đoán bừa là Hy Lạp. C. Hy vọng không đúng. Để được đi tiếp à, để không phải sang giọt sau. Tôi cũng chưa thấy người chơi nào mà lại muốn dừng cuộc chơi đến như thế này. Cố tình chọn bừa để sai mà không sai nổi mới nhiều khổ thế này. C là phương án đúng. Ôi trời. Ok, vâng, thế thì chúng ta đi tiếp câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 13. Vâng, em câu này thực sự là em xem phim này nhưng em không hề nhớ gì đúng không câu rồi. Vâng, xin mời câu hỏi số 13. Bây giờ em đem toàn đàn bừa. Người đầu tiên đã cắm lá cờ của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam trên nóc của Dinh Độc Lập là ai? A. Bùi Quang Thận. B. Bùi Quang Huy. C. Vũ Đăng Toàn. Hay là D. Ngô Viết Thụ? Câu này em cũng không biết ạ. Nhưng mà em thích cái tên Bùi Quang Thận nên em lại đoán bừa là A. Vâng. Đoán bừa lại đúng luôn. Này không đúng. Vâng. Vẫn đúng. Đúng thật ạ? Vâng, xin đi tiếp. Em cũng đang phải cố đoán bừa thật nhanh đây anh ạ. Thế mà đúng. Thần may mắn là... Anh ơi, câu mấy rồi? Câu hỏi số 14. Vâng, câu hỏi số 14. Câu hỏi số 14. Đường thẳng nối trung điểm hai cạnh của một tam giác được gọi là gì? A. Đường trung trực. B. Đường trung bình. C. Đường trung tuyến. Hay là D. Đường trung tâm? Đường trung...
Tôi đoán bừa đi cho nó nhanh. Em nghĩ chỉ có A và C. Hoặc là có thể dừng cuộc chơi vì vì phần thưởng của bây giờ cũng khá là lớn. Em chọn A. Không biết em đoán bừa. Câu này không hiểu sao mình có thể đỗ được đại học. Em đoán bừa. Tôi phải nói thật là cũng rất là tiếc, vì thực ra khi tôi cho câu này và câu số 14 này, tôi thú thật với quý vị khán giả, tôi cũng không nghĩ rằng là chị Lý chị đến được câu này, cho nên cho câu nó hơi dễ. Mấy câu trước ai ngờ chị sai. Ai ngờ chị sai. Vâng. Vâng, đường thẳng nối trung điểm hai cạnh của một tam giác thì là đường trung bình. Vâng, em đã vừa đến là... thời điểm này được. Hãy cho em chơi nút câu 15 xem em có đoán bừa được không. Rất đáng tiếc, nó chỉ hơi sai một chút thôi. Chúng ta đã phải chứng kiến một phần chơi mà tôi nghĩ rất là vui. Vì tôi thực sự là mặc dù chị sai. Xuất sắc giành được à 22 triệu bình thường của chương trình. Và... giả vờ thua thôi, chán chơi rồi, em thua thật đấy anh Đăng ạ. Chúc mừng anh chơi. Chúc mừng chị Lý. Lý quá. Xin cảm ơn cả nhà. Chúc mừng chị Lý.